cũng có dưa bé Xuân nhà em á, là em là bất ngờ là bé Xuân, là hôm đó là bé Xuân là đăng bài có chia sẻ tâm trạng là em vô hỏi thăm thôi, chứ lúc đó em không nghĩ là em tìm bé Xuân, em rủ bé Xuân làm đâu. Rồi xong rồi mới chia sẻ này kia, là trước bé Xuân cũng có làm thêm rồi, em cũng hỏi thăm xong rồi cái là Xuân nói là Xuân không còn làm cái đó nữa, em nói là không làm nữa thì thôi giờ Xuân tìm hiểu Ori làm với em đi. Mà lúc đó là Xuân là em chỉ chia sẻ sơ sơ xong là em nhờ chị, em đang đi ngoài đường em mới nhờ chị là hướng dẫn Xuân nghe Zoom đồ này kia giùm em. Còn ví dụ như mọi người là như Xuân Gia Lai là em rủ, em cũng rủ Xuân làm mà Xuân cũng từ chối. Ban đầu là Xuân từ chối, là Xuân nói là thứ nhất là ở trên Gia Lai là người đồng bào nhiều, thứ hai nữa là sản phẩm bên mình giá cao quá khó bán, bởi vì Xuân bán thì thuốc nam thì là sản phẩm thấp, số tiền đơn giá kia nó cũng thấp cũng ít nữa. Thế em nói là bây giờ là cứ tìm hiểu đi, nói chung là khi em chia sẻ với lại ứng viên là em chia sẻ bằng cái tâm của em, và em cũng hướng dẫn bằng cái tâm của em, và em chia sẻ thật lòng là dù như giờ em quay cái gì Audi với là em tự động em inbox với chị là em muốn quay là em làm em, chứ chị cũng chưa bao giờ mà chị nhắn tin cho em, mà chị biết em cũng đã từng làm Audi mà chưa bao giờ chị nhắn tin cho em, Hồi xưa mà khi làm có em tập thấy trung em đã làm quyết đâu, định nó đâu làm. rủ làm gì, rồi đưa vô làm lát nhát bay ra mất tiêu. Dạ nên là em tự động là em biết là cái trách nhiệm của em, là cái bổn phận của em, là em phải khi em có muốn đăng ký muốn quay lại chị là em có tự trách nhiệm với mình, là mình phải muốn làm cho nó hoàn thành nó đúng. Mà ban đầu là em cũng xin với chị là cho em 1 tháng để em sắp xếp công việc, là tháng 6 là coi như em cà lơ thôi, em không làm đó. Lời phất phơ đó, mới dùng cả Dạ lời phất phơ lắm, chưa tập trung liền đâu. Thế là thấy là tháng 6 em cũng bận, à, em bận là em để em nói xin chị là cho em 1 tháng để em sắp xếp công việc em cho nó ổn định đó. thế Rồi thì đi lại Bích xin Thơm việc là chả thấy người đâu hết trơn, không thấy người đâu hết. chị Thu có chị Thu trong này, là chị Thu là em tia chị Thu, là chị Thu với thằng bài với hai chia sẻ em cũng tia, với cũng rủ với làm nhiều lần rồi mà chưa biết cách nào hết. Cái hôm đó thấy chị đăng hình đẹp quá đi mới vô mới hỏi thăm chị là chị còn làm ăn Phước cái này kia không, là làm tay cũ á, thăm chị nói chứ không không làm nữa, không làm nữa. Xong rồi em cũng hỏi chuyện sơ sơ rồi qua đó là em cũng không không hỏi thăm nữa. Cái ngày hôm sau mới nhắn tin nữa là chị ơi chị ở nhà chị chăm nội chị không có làm gì thì chị làm ở đây với em đi. Chị nói là làm cái đó là làm gì, chị làm có được không. Chị nói là cái xong rồi em nói thôi về chị cho em số điện thoại đi. Bắt đầu em tám chị thuộc gần tiếng hồ năm mấy phút là em chia sẻ, là lúc đó chị Thu chị cũng nắm rồi nhưng mà cũng chưa có làm đâu. Mà hôm đó là động lực chị làm là chị vô chứ nghe Zoom, là Zoom chỉ nghe Zoom của chị, chứ nó là nghe Zoom chị Lan chia sẻ hay quá, với là hôm đó trùng hợp là vô nghe Zoom của Thắm Thắm nhà mình nè, Thắm vô chia sẻ công việc Đợt với này lại đóng cách góp làm lớn lắm nha, nhiều người cũng nha. thấy rồi đó. Là đó là xong rồi, là lúc đó là ngày đó em nhớ là ngày chủ nhật là hôm đó là em mới ở Sài Gòn, ở quê em Quảng Ngãi em vô đó, em ở Quảng Ngãi hôm nay 8 tháng rồi. Vô xong rồi chị mới thấy chị đăng chị bị cái sản phẩm lộn giữa tháng 8 9 em mới phi qua nhà chị muốn dẫn chị làm. Mà chị Thu trong các công viên của em là chị Thu, là em nói chị Thu là chị Thu là người mà nắm rõ cái quy trình em hướng dẫn nhất, là nói chung là em hướng dẫn sao chị Thu làm y chang vậy, là cái cách chị Thu khai trương nè, Em cách chia chị sẻ đi Thu cho làm. mọi người cách em hướng dẫn luôn đi, tức là em hướng dẫn như thế Dạ nào. Thấm thấm là em chủ trì cái cuộc họp này giúp chị nha, tại vì thứ nhất là em khai thác lại cái chỗ là cách lại tuyển nè, cách lại bám sát xin đơn như thế nào nè, và lại có cái bí quyết là đi tư vấn trực tiếp á, hướng dẫn những cái gì cho tư vấn viên á. Em khai thác chỗ này giúp chị để cho mấy chị em học ha, tại vì chị có cuộc hẹn lúc 3 giờ tư vấn với chị cái chị này, nên là em giúp chị nha. Rồi ok. dạ em là nói chung là cái cách của em của là tư vấn trực tiếp, thích trực tiếp hơn, thích offline hơn là online. Online nhiều khi là nói chuyện qua với công viên mình là mấy bạn nhiều, không phải là ai cũng nắm được, nhiều người nắm được và nhiều người không nắm được. Ví dụ như giờ là những người mà rành về công nghệ thông tin hay là rành về đã từng về biết qua sale qua bán hàng thì người ta sẽ dễ nắm, còn những người mà không biết thì người ta không nắm, thì là thích là offline hơn. Ví dụ như nếu mà cho dù là người đó ở xa mà khả năng của lại tới gặp được thì là sẽ tới gặp, là chia sẻ là ví dụ như giờ ban đầu là hướng dẫn cho người ta cái cách mà bán về tìm nắm trước là cái sản phẩm của bên mình là hàng tiêu dùng, phân biệt được hàng tiêu dùng và hàng dinh dưỡng của Winnet mình. Chị, Ví dụ như hàng tiêu dùng là nó gồm những cái gì. em hỏi cái khúc này cái đi là chị kể tiếp nha. À, ví dụ như là chị nói là chị thích chia sẻ trực tiếp hơn, thì nhưng mà trực tiếp là bằng cái cách là chị đi gieo tin nhắn trước rồi chị mới đi mới gặp họ, hay là chị gặp trực tiếp chia sẻ chị? Đúng rồi em, thí dụ như chị có cũng có ứng viên là chị chia sẻ trực tiếp, còn có ứng viên là chị gieo tin nhắn rồi là chị tới gặp người ta chị xin cái cuộc hẹn.
xong là chị tới mới gặp. À, giờ khi mà mình ghi tin nhắn là cũng giống như hồi nãy là em chia sẻ trên 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 ấy, là mình sẽ làm ấm, là mình chia sẻ công việc, mình giới thiệu công việc, mình nói họ có muốn làm với mình không, ví dụ họ đồng ý chị mới nói à vậy chị cho em cái cuộc hẹn là ngày mai ngày mốt gì hả hay À, sao không, chị? nói chuyện với chị cũng chị vẫn hướng dẫn làm, chị vẫn hướng dẫn người ở xa thì chị trao đổi qua tin nhắn, xong rồi ví dụ như người ta mà thứ nhất là người ta không còn có nắm lần lần lần, xong là chị có cơ hội là chị nói là bây giờ là em có thể qua gặp chị được không, ví dụ như giống như chị Thu vậy, rồi cũng vậy, chị Thu chị trao đổi qua chị Thu là đều qua điện thoại hết, xong rồi cái gì vô đây chị nói là chị ơi bây giờ em có thể qua nhà chị được không, chị cho em địa chỉ để em chạy qua. Thì khi đối với cái suy nghĩ của chị là mình trao đổi trực tiếp thì người ta sẽ có động lực hơn, và người ta dụ mình ứng viên của mình là không không có bị bắt lửa đó em. Dạ, mình truyền năng lượng ngay cái lúc mà họ đang muốn làm với mình luôn ha chị. Đúng rồi, ví dụ như bây giờ như chị là cái cảm hứng chị tuyển dụng nhiều lắm, ví dụ như tiên sáng chị cũng có thể tuyển dụng được nè, tiên sáng mà chị nhắm người đó mà chị ngồi mà chị thích người đó rồi là chị ngồi hoài, chị ăn xong chị cũng ngồi nữa, chị ngồi chị bằng ở cách làm sao mà chị tiếp cận được người đó là thôi. Xong À. rồi dễ đòi chị hỏi thăm là bây giờ chị hỏi thăm là ở nhà làm gì, rồi xong rồi hỏi thăm gì đó, xong rồi bắt đầu cái là người ta cũng sẽ chắc chắn người ta cũng hỏi lại chị là chị bây giờ chị đang làm gì mà sẽ chị đi ăn sáng giờ này á, chứ là bắt đầu là đó là vô rồi, thấy vô rồi đó là có cơ hội rồi đó, rồi chia sẻ là giờ chị đang làm Oriflame, xong là chia sẻ nó cái xong người ta cũng quan tâm là cái đó là làm gì chị, mình chia sẻ về công việc của mình xong là đó là em thử tìm hiểu em làm với chị đi, biết đâu là cơ hội tới là mình như bản thân chị cũng vậy, chị cũng tìm hiểu chị cũng làm mà giờ mấy chị mới làm mấy tháng chị cũng có lương, ngoài hoa hồng ra chị cũng có lương lương như vậy nè, và nhiều nhiều người chị cứ gieo, ví dụ như chị nhắn tin mà chị nói là chị mới làm 3 tháng mà lương chị 3 triệu thưởng 3 triệu rồi này kia đó, chỉ làm thêm thôi chị không có thời gian nhiều chị còn làm được vậy, mình làm nhiều người ta vẫn làm sản phẩm thì ứng viên chị thì nhiều đó, chị cũng gieo nhiều cũng đang tìm hiểu nhiều, nhưng mà người có chịu áp dụng hay không, nếu như chị hướng dẫn chị Thu vậy nè là bây giờ làm chị Thu cứ em đăng bài Facebook, chị đăng bài Facebook chẳng qua là mình thông báo cho người ta biết là mình đang làm cho Ori, mình đang bán cái sản phẩm như vậy thôi, nhưng mà mình nó không hiệu quả bởi vì hiếm có người mà inbox tự inbox mà mua hàng lắm, như chị cũng vậy, chị bán hàng là hầu như là khách hàng của chị không bao giờ mà comment hay inbox trên Facebook mà mua hàng của chị hết, trừ phi là chị mời trực tiếp họ, hay là chị nhắn tin chị inbox trực tiếp thì người ta mới mới nó ở lấy cái nọ chị cần họ cái nọ cái kia, chứ chưa bao giờ mà người ta tự động mà người ta nhắn tin cho dù là chị là người người thân trong nhà nữa, chứ chưa có. Từ khi nào chị nói tháng này là hàng sale này sale kia, hoặc là em ơi cháu bị đau mắt hay này kia là uống cái sản phẩm này thì mới 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 được. Chị hướng dẫn chị Thu là bây giờ chị Thu cứ làm theo cái quy trình của em đi là em chắc chắn chị Thu sẽ thành công, mà em cũng hướng dẫn nhiều bạn mà không biết bạn có áp dụng được không, với điều kiện là làm ở đây là không có mắc cỡ, bởi vì sản phẩm mình đó là sản phẩm mình là sản phẩm tốt, công ty mình đó là công ty mình là phát triển trên hơn 60 quốc gia mà ở trên thế giới là hơn 55 năm, Việt Nam mình hơn 19 năm rồi, 19 năm rồi thì mình tự tin mình làm khi mình trải nghiệm về sản phẩm, bởi vì chị trải nghiệm hồi trước chị làm chị cũng đã trải nghiệm rồi nên chị biết cái sản phẩm với mình là mình, chị tự tin chị chia sẻ về sản phẩm mình, chị cứ nói với khách hàng là ứng viên chị là cứ tự tin chia sẻ đi, có cái gì em chịu trách nhiệm cho, là về cái khách hàng này kia là chị Thu gì nên chị Thu với cảm hứng dữ lắm, mà chị thấy là chị biết ơn vũ trụ là đưa chị Thu đến chị, là chị Thu là người mà áp dụng hầu như là 100% cách chị chia sẻ, là chị hướng dẫn chị Thu là đăng bài Facebook xong là chị Thu cứ inbox chị Thu lập ra cái danh sách, là chị Thu kiếm một cuốn tập đi, chị Thu lập ra cái danh sách là bạn bè người thân của chị hồi giờ, ví dụ mối quan hệ ấm lạnh hay là quen hay không quen, hồi xưa chị không có tương tác thì bây giờ chị cứ tương tác lại, xong là chị Thu cứ nhắn tin nhờ người ta mở hàng, đó là chị ơi em ơi hôm nay là chị mới tìm hiểu về sản phẩm Oli, rồi xong rồi em là người vui vẻ hay dễ tính em mở hàng cho chị một bán hàng đó, chị lấy hơn đầu tháng này kia để chị vui may mắn đó, là chị Thu cứ như nhiều đó chị Thu rải hết, rồi xong chị Thu đi ra ngoài ngoài trực tiếp chị Thu cũng làm cách y chang vậy, mà trong vòng 10 ngày thì chị Thu có đơn hàng 10 14 triệu, trong khi đó là chị Thu nhờ chị đặt hai chai nước hoa riêng ở ngoài nữa đó. À, hay quá. À, có nghĩa là nãy giờ chị lại nói về cái vấn đề mà đi gieo trực tiếp với cả nhà. À, là nghĩa là chị lại sẽ nhắn tin
nhắn tin chia sẻ công việc, hoặc là chị lại gặp trực tiếp, hoặc là chị lại sẽ nhắn tin chia sẻ công việc trước, xong chị lại xin một cái cuộc hẹn đến 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 quán cà phê hả chị, đến quán cà phê đến Thì ví dụ như người nào mà chịu đến quán cà phê thì chị sẽ đến quán cà phê, mà người ta cho chị địa chỉ nhà thì chị tới nhà. Mà hầu như nhiều người, có người người ta thích tới, không có thích tới nhà, bởi vì người ta sợ ví dụ như giờ gia đình này kia người ta không thích thì người ta sẽ không thích tới nhà. Còn ví dụ như vậy là chị lại là tiễn ấm trước đúng không chị, mình mới xin được cuộc hẹn chứ tiễn lạnh người ta đâu dám cho mình cuộc hẹn đâu đúng không chị có lạnh cũng cho chị cuộc hẹn em, giống như hôm rồi là chị tiễn lạnh cho chị Thu, hai người cũng cho hẹn cho chị cũng hẹn ở cà phê, nhưng mà chị đó đột xuất là chị không tới, là chị hẹn chị là chủ nhật là hôm mai nè, nhá. Dạ hay là quá. chị hẹn được hết rồi. Chị có hẹn chị hẹn là ám lạnh gì chị cũng hẹn được, bởi vì là chị á, là bên 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 bảo hiểm chị làm việc chính chị là kế toán, nhưng mà chị làm bảo hiểm cũng 1 năm rồi, nên là chị cứ áp dụng cái phương pháp mà hẹn bên bảo hiểm là toàn là hẹn khách hàng không, nên là chị sẽ làm được. Cũng giống như là bé Thơm, là bé Thơm là lẫn viên F1 của chị đó, là bé này là cháu ruột của chị, mà chị làm mà chị giờ ở ngoài quê mà chị không biết sao chị chia sẻ với Thơm ấy nhá. Là bé Thơm là nó là thứ nhất là dân là đa cấp ra đó, và là giỏi lắm, là về cơ chế hay là này kia là sản phẩm là phải giỏi hơn chị này kia, quy trình cũng là cũng giỏi hơn nữa, nhưng mà chị không biết sao chị tiếp cận được hết. Mà cái hôm đó là đi ăn sinh nhật là tháng 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 âm á, là mùng một á, cái chị mới nói vậy nè, chị nói là Thơm ơi, ngày mai á, là mùng một nha, là Thơm với Thắm là mỗi đứa mua ủng hộ cho cô 1 tiết kem đánh răng để cho cô mở hàng hên đầu tháng. Xong nó kêu vậy thì thôi có gì mai nói với cô. Nó là không, ngày mai là mấy đứa phải nhớ chưa, nó kêu vậy thì mai cô đem cho con đi. Nó không, ngày mai mấy đứa phải inbox cho cô, là để cô ngày đầu tháng thì cô mở hàng lấy hên, chứ bây giờ hôm nay chưa có đầu tháng mà cuối tháng mà dặn cũng không được. Cái xong cái ngày mai cái mới Thơm mình bốc cho cô dặn cho chị đem 2 tiết kem đánh răng. Xong là Thơm mới nói là ủa, cô có sữa rửa mặt không, con hết sữa rửa mặt cái chị nó có, chị mới gì đặt sữa rửa mặt về chị xài, nhưng mà chị chưa kịp xài, mới gì hàng gì về luôn, chị nói là có. Xong nó là cô có sản phẩm mà về mắt phải không, nó nó ra đem cho con hủ luôn. Rồi xong lại nó là cái rồi nó là bây giờ là quen ai mà làm muốn làm ở đây với giới thiệu á. Xong nó hỏi là làm đó là làm gì cô, rồi đó là vô rồi đó, là biết là mình cho dù nó không làm đi nữa mình vẫn chia sẻ được, là để cho mình có cơ hội mình chia sẻ để mình đỡ cái ấm ức trong lòng mình bao lâu nay là mình không biết sao để mình chia sẻ được. Rồi xong là mấy Thơm là dễ, là chị chỉ nói về cái quyền lợi công ty thôi, sản phẩm chị không cần, chị chỉ nói về quyền lợi công ty thôi. À, mấy Thơm nó là để con suy nghĩ, Thơm suy nghĩ đâu giống đồng tiếng hồ. Mấy Thơm nó là thôi giờ bây giờ con vô con làm thì con cần làm gì, mà giờ con nói trước con làm là cô đừng cấm con với ai chứ cấm với người ta. Là xong mới Thơm mới hỏi chị là sơ đồ bên mình làm là nhị phân hay là hệ mặt trời hay là ly khai, chị đâu có biết, chị không biết cái gì luôn. Cái xong cái chị điện chị cũng cái sai của chị là chị điện cho chị Lan mà chị cũng không thông báo trước là bé Thơm là nó rành về mấy cái đó nữa. Cái xong cái chị nhờ gì chị Lan cũng không không rành về cái sơ đồ luôn, chị Lan tới hỏi bảo trợ. Xong chị Hà Lan mới mới nói với Thơm, xong Thơm nó mới hướng dẫn chị về cái sơ đồ để chị mới nắm được. Xong Thơm nói là bây giờ cô cấm với con với mấy bạn mới, là mấy bạn mới tổng mấy bạn mới bây giờ ly khai, là ví dụ con vô làm mà con tập trung làm trước lên chức danh thì mấy bạn không được tội, thì mới dám trực tiếp với chị. Xong rồi con Thơm nói là bây giờ là chân của Thơm là Thơm tự xây, chị không cần hỗ trợ gì hết, là chị cứ xây 2 chân kia đó. Là bé Thơm là người mà tiềm năng nhất là trong 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 nhà mà chị muốn tuyển dụng vô. Bây giờ bé Thơm nó vừa mở ra là nó có mấy mã số rồi, có ứng viên rồi, và trong khi là Thơm là tự sử dụng sản phẩm cho mình nè. Thơm là người mà lúc nào trong người trong nhà lúc nào cũng dùng sản phẩm dinh dưỡng hết, thậm chí dụ như nhau thê hương một hộp cũng 10 mấy triệu mà cũng dùng, nhưng mà dùng chỉ là nó là để bảo vệ thôi, chứ còn nó không 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 cải thiện. Cái xong hôm đó cái chị xuống mà Thơm vẫn chưa có tin về sản phẩm. Hôm đó chị xuống chị chia sẻ về cái chính sách á, về quyền lợi mà Thơm vẫn chưa tin. Hôm đó cái Thơm tối đi ăn sinh nhật xong hôm sau bạn bị đầy đầy hơi á, cái chị mới nói là thôi bây giờ chị đem theo hồ sơ nữa, trước khi chị đem chị mục đích của chị là đem theo hồ sơ nữa để cho giới thiệu. Thơm nó không dùng chị cũng khui ra nữa, chị khui ra chị ép nhỏ út cháu, nhưng mà 41 tuổi rồi, 42 tuổi rồi, lớn hơn tuổi hơn chị.
chị thua cho uống cho nó là thôi con đang dùng sản phẩm con được rồi, nó không con cứ thử uống đi xíu là thấy ruột con nhẹ thôi, rồi xong mà chị uống xong chị vô chị bị xì hơi chị ở liền để thấy nhẹ ruột rồi đó, nó xong dùng omega 3 mà thơm hay lắm nha, thấm ngang là cái hũ omega 3 đó là có lúc mà cách đây chưa tới một tuần lễ mùng 1 thì chị qua thơm bữa mùng 2 là bữa nay mấy ta tay ngày âm á mùng 7 mùng 8 gì đó mùng 8 là nay mới có một tuần lễ thôi mà bạn thơm nhìn thấy được cái chữ trong này là hôm trước chưa dùng là nhìn cái chữ trong 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 cái hũ mình là không đọc được, bữa nay dùng đọc được thành ra là bạn tự tin về sản phẩm. Mà vừa rồi thơm mở mã số ra là thơm có 2 set là 1 set mil với lại 1 set vinex bắc với lại đặt thêm 5 hộp aqua nữa, rồi xong là dưới cái thơm là có mấy ứng viên là chuẩn bị đặt đơn nữa nè, đó là còn khách mà ứng viên mà chị tuyển là đa số là chị cứ gieo, chị gieo là chị tư nhiệt tình lắm, cứ nhắn tin cho bạn này kia hỗ trợ, nhưng mà nhiều người là nói là cái đó thôi tao ngại lắm tao không làm đâu, ai mà ví dụ như giờ mình ai mua đăng Facebook ai mua mua chứ không phải mình đi mời đi này kia rồi dạ người ta mắc làm, đó là cũng có nhiều người có suy nghĩ là mắc làm, nhưng mà biết ơn là mỗi một mình chị Thu là áp dụng đúng nhất là cái tất tật luôn, là từ cái phương pháp mở hàng cho tới áp dụng bài đăng hay là chia sẻ. Chị Thu bây giờ là chỉ cảm hứng mà nhìn vô chị Thu là chị cũng muốn cảm hứng theo chị Thu luôn á, là gặp ai chị Thu cũng chia sẻ được. Dạ, tóm tóm gọn lại cho cả nhà dễ hiểu ở chỗ này, rồi cả nhà rồi chị Lai sẽ hướng dẫn cả nhà cái cách mà bấm sáp xin đơn riêng nha. Bây giờ là ở chỗ là chị Lai đã chia sẻ cái phần đầu á, là chị Lai tuyển gặp trực tiếp, mới đầu là chị Lai sẽ nhắn tin gặp trực tiếp, mình hẹn cho một cuộc hẹn gặp trực tiếp, thì cái phần đó nãy chị Lai chưa có chia sẻ tiếp cái phần mà mình làm gì với họ khi mình gặp trực tiếp, thì đó chính chị Lai chia sẻ cho mình lúc đó nha, đã nhắc nha chỗ đó. Và thứ hai nữa, cái phần thứ hai là chị Lại chia sẻ về cái người thân trong gia đình, tức là chị Lại đã thích cái người đó rồi, muốn chia sẻ công việc tới người đó nhưng mà chưa có cơ hội để mình gieo đó, nên chị Lại bằng cái cách là chị Lại nhờ họ mua hàng giúp mình, chị Lại nhờ họ là mở hàng nhắn tin mở hàng cái ngày mùng một tây nhắn tin mở hàng cho chị một túp cho bánh răng, cái cách này hay nè cả nhà. Thắm không mấy này Thắm không có làm cái cách này, nhưng mà chị Lại cảm ơn chị Lại rất là nhiều, có nghĩa là mình muốn chia sẻ tới cái người đó, nhưng mình thường thường cũng mà họ mua hàng nhưng mà mình chưa có cái có cơ hội mình gieo á, thì mình sẽ nhờ họ nhắn tin ngay cái ngày mùng một đó, thì thứ nhất là mình sẽ bán được hàng, thứ hai nữa là mình cũng khi mà mình họ nhắn tin với mình rồi á, thì mình có cơ hội mình nói là nhờ họ giới thiệu những cái người nào quen giúp mình để mình chia sẻ công việc, đúng không chị? Nãy chị có nói Đúng là rồi, coi đúng có rồi. ai giới thiệu giúp gì hả? Dạ, Cô. cô là giúp cô, thì cái em này có nghĩa là cũng đã quan tâm cái Facebook của chị Lại rồi, nên thành ra là hỏi lại là làm cái gì đó, là nhân cơ hội là chị Lại chia sẻ luôn đó, rất là tuyệt vời mà chị Lại gieo được cái người tiềm năng cả nhà, đó là cái em Thơm đó rất là tiềm năng luôn, là làm bên cũng có kinh doanh bên này rồi, kinh doanh bên mạng giúp mình rồi hả chị? Không, Thơm là lớn tuổi, em Thơm là 42 tuổi. Thơm là, nhưng mà cháu ruột của chị là Thơm, đó là giống như là làm bên có đa cấp, là bên gì về sản phẩm, về sản phẩm là từ bắt đầu biết về và hiểu về sản phẩm là năm 2012 2013 đó, và xong là bây giờ hiện tại là bây giờ bạn đang làm bên tài chính, Hay quá. bên tài chính là xong là nói chung là gọi là dân có tiền đó, là không quan tâm gì, là về dinh dưỡng là mình khỏi lo, là bạn không như người người bệnh người nghèo, người ta cần uống dinh dưỡng là người ta cần, nhưng mà người ta về lo về cái vấn đề tiền, còn bên tài những người mà làm bên tài chính là người ta muốn bảo vệ sức khỏe thôi chứ người không quan tâm tới Hay tiền, quá. nên là cái người đó là mình cũng khó tiếp cận, mà khi mà chị gieo được và chị nói là cái chính sách thì mình nói là vì lâu về dài, ví dụ như ban đầu nó là chỉ là 3% 6% hay là 12% thì nó chỉ là một cái bước đệm thôi, chứ còn đối với người ta đó là một số lẻ, nhưng mà ví dụ như về lâu về dài 2 năm 3 năm nữa thì người ta có mức lương ổn định hàng ngày nó chảy vô trong tài khoản mình tháng là cứ 50 100 triệu, thì đó là mức lương ổn định, mình ngồi không cũng có tiền, là mình sẽ hướng về cái quyết định. Ví dụ như giờ người ta làm tài chính là nhiều khi là bây giờ có tiền đó nhưng mà mai nó không có tiền thì sao, tùy Rồi theo đó đối chị tượng. Nói chung là chị thì chị tiễn thì tùy theo đối tượng, ví dụ như đối tượng mà quan tâm về về sức khỏe mà người ta có vấn đề sức khỏe thì chị chia sẻ về sản phẩm Winet nhiều hơn, còn ví dụ như người mà ví dụ như ta mà không có quan tâm về sức khỏe mà ta muốn mà kiếm thêm thu nhập mà qua bán lẻ 2 3% thì chị chia sẻ về cái sản phẩm hàng tiêu dùng.
Có nghĩa là chị Lài sẽ nhìn nhìn người mà chia sẻ, ví dụ như ngay chỗ cháu chị Lài là cái người có điều kiện, với là chị là cũng có trần về những cái quan hệ. rồi, mối quan hệ tốt, thì chị Lài sẽ bám sát về cái sản phẩm hàng chăm sóc sức khỏe, và chị Lài đi đến tận nhà, chị Lài đem theo sản phẩm cho họ cả cảm nhận về cái sản phẩm luôn, để họ có lòng tin về sản phẩm trong nhà. Cái này cũng rất là quan trọng luôn. Có thể là cái nhà đi khi đi cái nhà đi 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 đến nhà của cái nhà, có thể là đem thêm về sản phẩm để mình cho họ thấy được hàng á, rồi cái chất lượng cái sản phẩm, như vậy mình sẽ gieo được cái niềm tin nè. Chỗ này chị Lài làm rất là sát sao luôn cả nhà, bái phục luôn á. Rồi rồi cái đó là nói chung là chị Lài đó, là chị Lài có kinh nghiệm của chị như vậy nè, là chị giống như chị Thu á, là khi chị Thu ở gần chị là khi chị xuống chị Thu là chị sẽ mang theo một giỏ sản phẩm, mà trong nhà chị là dùng từ lớn đến nhỏ, từ dầu gội sữa tắm hay là dinh dưỡng Vinet, nó không thiếu một cái sản phẩm gì hết. Nước hoa chị cũng xài cả chục mẫu nước hoa, thì chị sẽ cứ đem cho chị Thu mấy cái mẫu nước hoa thơm nè, rồi mấy cái sản phẩm như là dung dịch vệ sinh, là chai dung dịch sinh cho người ta phân biệt được cho dung sinh dung dinh dục dinh dục dung dịch vệ sinh bên mình là nó to gấp đôi dạ hương, lấy ba gạch dạ hương nè, xong là sữa tắm nè. Nói chung là chị sẽ có một viên, là chị cứ nói một viên, một là bản thân chị cũng vậy, là khi chị đi tới đâu là chị cứ lúc nào trong cái người chị cũng có một cái túi sách của Ori sản phẩm về dinh dưỡng riêng, rồi về nước hoa riêng. Ngoài ra chị sẽ đem thực tế cho người ta, nhiều khi chị chỉ đặt hàng về là để dành ra một hũ canxi, hũ omega 3, với thậm chí là tảo để cho khách hàng người ta thử, người ta dùng, hoặc là ứng viên người ta thử, người ta dùng, là chị sát tới mức đó, là cứ đem theo thực phẩm giống như em bé nhà, mà chị cứ đem theo kit vậy đó. Ví dụ như tối đó một tiết cận mà có nhà có em bé đó, chị sẽ nói cô cho con kẹo, con thử ngậm kẹo đi, con ngậm kẹo xong là người ta sẽ quan tâm cái đó, cái gì là người ta sẽ hỏi thăm chị, là chị sẽ tư vấn cho họ. Hay quá đó nha, là đi đến nhà bạn chơi rồi đem theo cái hũ quên kit, tại vì quên kit là đa phần nhà nào cũng có trẻ em, thì mình nói cho con kẹo, cái người ta mới hỏi, đương nhiên cái mình gặp cái hộp, đương nhiên người ta có tò mò, nhưng mà kẹo ở ngoài quán á nó sẽ khác, còn cái kẹo đúng này rồi. Người ta cũng sợ là cho con họ dùng cái gì, đương nhiên là ta phải tò mò rồi, tại vì cái sản phẩm của mình á, cái nhà để ý nó không giống kẹo mà cũng không giống thuốc, nó ná vậy đó, thì mình sẽ có người ta sợ mình cho con họ uống cái gì giống thuốc hay là nhà cái gì, thành ra là người ta sẽ hỏi, thì nhân cơ hội đó mình mới là trình bày cho họ là cái sản phẩm này nó hay ở chỗ điểm nào, đặc biệt là bán được hàng luôn đó cả nhà, là hay đó. Rồi cả nhà nhớ ghi lại nha, những cái khách hay không à. Rồi cái gì là chị Lài mà bám sát xin đơn hồi nãy đó cả nhà nắm rồi phải không? Có nghĩa là chị Lài sẽ đem sản phẩm hướng dẫn cho họ về cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe đầu tiên à. Còn về cái khi mà chị gặp trực tiếp mà chị hẹn á, chị mận gì với họ, chị nói gì với họ? Ví dụ như nói chung là khi mà chị bán sát ứng viên hay này kia là chị đều hỏi thăm họ hết, ví dụ như chị điện thoại cũng vậy, là chị hỏi thăm họ ta bây giờ làm gì hay là này kia, nói chung là theo mình tạo cái mối quan hệ cho người ta thân thiết, cho người ta trước là người ta thấy tin tưởng, người ta chia sẻ với mình, thì lúc đó mình dễ chia sẻ công việc, người ta dễ nắm hơn. Ví dụ như chứ đừng có, ví dụ như giờ mình xin số điện thoại xong mình điện thoại của mình chưa gì hết, bắt đầu mình bật vô cái sản phẩm hay là cái công việc của mình liền, chị là chị điện thoại, mà chị điện thoại là xin số điện thoại xong là điện thoại hỏi thăm, là còn là nhiều khi tám chuyện trên trời dưới đất không vậy đó, rồi mình mới bắt đầu là hôm sau chị mới chia sẻ sản phẩm, hoặc là tới gặp ứng viên vậy, ví dụ như hẹn cà phê xong rồi bắt đầu tới là chị sẽ hỏi người ta, chị là bây giờ chị làm gì, thì chị làm công nhân là chị làm bên gì và chị làm đó là chị làm công nhân hay chị làm tổ trưởng viên trưởng này kia đó, và xong là ngồi uống nước rồi chị sẽ hướng dẫn, làm xong rồi là bắt đầu là chị sẽ đưa cho người ta cuốn xem cuốn catalog. Catalog bên mình là chị sẽ mở catalog cho người ta xem, thì chị sẽ thấy là chị bên này mình hay cái là chị hay cho khách, đặc biệt ứng viên hay khách hàng vậy, là lúc nào chị mở catalog ra là chị sẽ mở cái trang mà có trà mẫu thử nước hoa ra trước để cho và khách trà đó, trà khách ngửi, ứng viên ngửi đó, là thấy bên mình là thấy nó lạ, từ hồi giờ là hầu như là người ta chỉ thấy cái đó nó rất là lạ, không có sao mà nhiều người ta ủa sao người ta giấy không mà nó thơm hay như vậy. Người ta thấy quan tâm rồi bắt đầu mình chia sẻ vô cái công việc mình nó dễ hơn, và mình chia sẻ sản phẩm nó cũng dễ hơn nữa. Hay quá. Rồi xong rồi tiếp đi đăng ngay. Rồi xong rồi gì như khi mà chị tới đó chị sẽ cho, nói chung là thường là tùy theo chị, là chị tuyển người là tùy chị nhắm người, nói chung là chị nhắm người hơi bị chuẩn nha, cái thấm hàng mà không biết là cái đó là vũ trụ ban cho chị cái sự đó hay sao chị không biết, mà chị nhắm người đó là ví dụ như chị đi đám như vậy, chị nhắm là bạn đó mua sản phẩm là chị chắc chắn chị ngồi chờ chị tư vấn nước hoa là bạn nó sẽ mua,
mà hay là tư vấn cái gì là dù bạn mua hay ấn tuyển cũng vậy, nhưng mà với điều kiện gì chị nhắm tìm những người đó mà mình là tuyển viên này vậy nè. Thứ nhất á, là mình tìm hiểu thử là người ta có cơ chế bệnh hay không. Nếu người ta không có cơ chế bệnh thì mình tìm hiểu về cái nhu cầu của người ta và cái sở thích. Ví dụ như nhiều ứng viên người ta có tiền, người ta đâu có thích tiền, người ta không muốn kiếm tiền nữa, người ta không muốn cực, thì mình đánh vào cái tâm lý họ là họ thích đi du lịch. Mình chia sẻ về cái chính sách du lịch của công ty mình. Rồi thí dụ như giờ mà còn công nhân mà ta muốn đi kiếm thêm tiền thì mình cái chia sẻ trước tiên là mình chia sẻ cái bơ hồng 23% trước cho ứng viên nắm đã. Cái 23% là cái dễ dễ đánh nhất. Ví dụ như nhiều khi là mình nói về nhận xe, nhận nhà hay này kia là nhiều người tin, nhưng mà nhiều người nói ôi tự nhiên đây giống như lừa gạt hay là đa cấp hay này kia, em tự nhiên không làm gì mà tự nhiên nhận xe, nhận nhà này kia. Tùy theo cái đối tượng mà mình chia sẻ, ví dụ đối tượng đó mà người ta rành và người ta biết về, đã biết về kinh doanh và đã biết về hàng sản phẩm thì mình chia sẻ về cái 10 quyền lợi chính, mình áp sát vô 10 quyền lợi. Còn không mình cứ chia sẻ trước là cái hoa hồng sản phẩm đó, đã hoa hồng sản phẩm là 23% trước đi, để cho người ta nắm. Nhiều mình bạch ra cho người ta chỉ cần ở nhà em làm, em không có công việc, em làm thêm, em rảnh rảnh thời gian em bán đơn hàng khoảng 10 triệu là em có 2 triệu ba rồi, đó là em mua đồ cho con hay là em này em kia. Thì xuống mẹ là nói chuyện xíu nè, là anh nghe à, anh cháu này, cháu cái mình gì đây mà gọi mẹ không đây. Dụ như là họ đồng ý họ làm á chị, họ đồng ý họ làm rồi mình về nhà mình sẽ hướng dẫn theo cái bước của bọn Trà Lan, là mình sẽ đăng bài khai trương rồi mình cho họ vào nhóm, sau khi họ vào nhóm rồi mình bám sát hướng dẫn cho họ về cái ra đơn á, thì chị bám sát như thế nào ví dụ như Chị vậy? cứ hướng dẫn người ta hết quy trình xong rồi chị sẽ nhắn tin, chị sẽ nhắn tin là chị chúc, thay vì chị cứ chúc là sớm có đơn này kia đó. Xong rồi chị cứ nói là bây giờ là cứ không hiểu về cái sản phẩm là chị cứ hỏi, xong rồi dụ như chị hỏi là bám sát là chị nói em chị là đã bán được sản phẩm chưa hay là chưa bán được sản phẩm, bắt đầu là chị sẽ hướng dẫn, là chị hướng dẫn là đa số là hàng về hàng dinh dưỡng thôi, còn về tiêu dùng là nó có trên catalog rồi. Catalog thì nhiều khi là ứng viên là nhiều người ta biết về, ví dụ như sữa tắm hay là gì đó mà mùi nào thơm nè, hay nước hoa có mùi nào đối tượng cho người nào dùng thì là hỏi chị. Thì những cái đó thì khi nào người ta cần người ta hỏi thì chị sẽ bám sát mà chị hướng dẫn. Còn chị chủ yếu là kèm ứng viên là bên cái dinh dưỡng, bên cái dòng wellness của mình về cơ chế bệnh. Chứ còn về về cái hàng tiêu dùng thì nó có sẵn catalog, có hình, có ảnh, có giá tiền hết rồi, nó dễ mà mỗi tháng là nó mỗi cái sản phẩm thì người ta cứ dựa trên catalog, dựa trên hình ảnh đó người ta nắm. Còn cơ chế bệnh thì nó chỉ là về wellness mình nó có mười mấy sản phẩm thôi, mình nắm chứng cái đó là mình làm được. À, là mỗi ngày thì sẽ gửi một hai sản phẩm cho cái ứng viên họ tìm hiểu đúng không? Khi mà tìm hiểu là bắt đầu chị sẽ gửi riêng cái hàng tiêu dùng, xong rồi chị nói với ứng viên là à, cái sản phẩm này là hàng tiêu dùng, à, sản phẩm sale trong tháng 8 tháng 9 này ví dụ vậy đó. Và xong rồi bắt đầu là chị xuống dưới chị sẽ gửi một số hình ảnh, ví dụ canxi thì chị gửi mấy cái hình ảnh về canxi này, về cơ chế bệnh công dụng này kia nè, về xong rồi cho ứng viên, xong rồi chị nói là cái chị mới nhắn tiếp ở dưới là à, cái này là canxi nè, à, canxi là nó sẽ là hỗ trợ cho bệnh gì chị gửi, xong rồi chị sẽ nhắn tiếp cho dưới, rồi xong rồi chị gửi omega 3 này, hình omega 3 là muốn mấy hình đó rồi công dụng cũng y chang vậy, xong rồi chị nói là à, cái này là omega 3 nè, rồi xong là chị sẽ gửi là kit này, này kia, nói chung là vậy đó, là nó sẽ chị gửi xong rồi chị nói từng tên vậy cho ứng viên, nhưng mà hầu như đa số không phải bạn nào nắm đâu. Xong rồi ví dụ như gặp cái gì đó là hỏi chị là ví dụ như bây giờ đau xương khớp là dùng cái gì, hay là về viên son dùng gì, thì bắt đầu là chị sẽ gửi tiếp lại chia sẻ hình ảnh, xong là chị hướng dẫn tư vấn, xong là cái cơ chế trong đó nữa thì lại, nhưng mà ban đầu là chị chỉ cứ gửi, chị gửi xong là chị gửi hình ảnh về các sản phẩm hết, về từ hàng tiêu dùng cho tới Winnet, rồi xong chị nói ở dưới là cái này là nó gọi tên gọi là gì, ví dụ như tảo này gọi là phất hợp tử, nhưng mình gọi tắt là tảo biển này kia hay là tảo đỏ, chị sẽ nói như vậy đó. Dạ, hay quá. À, cả nhà có câu hỏi nào cho chị Lại không cả nhà? Tại nãy giờ chị Lại chia sẻ rất là nhiều luôn những cái bí quyết rất là hay, nhưng mà thấm là thấm cũng có tóm gọn lại cho cả nhà cùng dễ nhớ rồi đó. Thì bây giờ chị em nào mà mình có cái câu hỏi nào mình muốn chị Lại nói sâu hơn nữa thì cả nhà bật mic lên nha, tại vì thấm hỏi hồi nãy giờ cũng nhiều rồi, để cho mọi người cùng hỏi. Rồi. Bên chị Thu ơi, chị Thu ơi, chị có câu hỏi gì không chị?
bật mic lên. Không em ơi, chị lại chia sẻ hay quá à. Hay quá. Như thì Thắng em không có nhà đâu nha. Chị lại làm cho Thắng có cái động lực, có cảm hứng về đi tuyển lại, tuyển mà trực tiếp đó cả nhà. Tại vì là lúc trước đó là Thắng có hướng dẫn về cái cách bán trực tiếp, nhưng mà cái cách tuyển trực tiếp đó là Thắng chưa áp dụng cả nhà. Tại vì lúc trước là Thắng quen về cái cách làm mà đi làm công nhân á, thành ra là thời gian đi tuyển trực tiếp Thắng không có dành nhiều. Thắng chỉ là dành khi mình có trường hợp như là mình gặp đám tiệc, hoặc là những cái bạn lâu lâu chủ nhật hay gì đó, mình có đi đâu đi đó mình gặp, mình tuyển trực tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ là chị lại chia sẻ cái cách này, Thắm lại có một cảm hứng rất là hay. Có nghĩa là bây giờ là Thắm cũng không có đi làm nè, Thắm sẽ áp dụng cái cách này rất là, cũng rất là hiệu quả. Còn những chị em nào mà mình có đang công việc chính mình đang bận á, thì cái nhà vẫn áp dụng được nha. Có nghĩa là mình sẽ dành cái thời gian là buổi chủ nhật hoặc là những ngày nghỉ á, thứ bảy chủ nhật á, thì cả nhà sẽ làm giống như chị lại hướng dẫn. Hoặc là có thể là mình có đi đám tiệc, đi đám cưới, đám giỗ gì đó, thì mình kết nối rồi mình xin số điện thoại, mình về nhà tối mình nhắn tin riêng, rồi mình sẽ hẹn một cái ngày nào đó thích hợp để mình ra mình chia sẻ đi. Tại vì khi đám tiệc mà mình chỉ nói sơ sơ thôi, người ta sẽ không có tập trung đâu cả nhà. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là mình phải xin cái số điện thoại của họ, hoặc là mình kết nối Zalo với họ trước, thì khi về nhà mình sẽ có cơ hội mình đi hẹn lại á, sẽ dễ hơn đúng không chị lại đó. Đúng rồi. Và khi mà mình làm như vậy á, đảm bảo cả nhà một tuần mà cả nhà mà đi gieo như vậy á là chắc sức rất là thành công luôn. Tại vì nó thiệt tình nó là nãy chị lại chia sẻ về cái cách tuyển trực tiếp á, là cái này là lúc trước là em cũng có làm rồi đó các chị, nhưng mà tại vì do công việc chính nên nó hơi bận nên em không có làm, nhưng mà đã làm rồi là đảm bảo cả nhà sẽ có hiệu quả. Tại vì khi mà đi tuyển trực tiếp, thứ nhất là mình sẽ gặp được cái người đó, mình qua cái cách nói chuyện người ta sẽ có lòng tin với mình, thứ nhất là cái lòng tin trước, thứ hai nữa là sau khi mà mình nhìn họ, mình sẽ đoán được là cái người này họ đang có. Ví dụ chị lại nói là có thể là mình bán được hàng hay là mình tuyển họ, nó sẽ hai cách. Nghĩa mình nhìn họ là mình sẽ hiểu được là họ đang mong muốn cái gì. Ví dụ họ còn chưa có thật sự quan tâm tới công việc thì mình có thể là mình bán hàng cho họ luôn. Hoặc là cái khi mà họ đang quan tâm tới công việc, họ sẽ rất là chăm chú và họ sẽ rất là tò mò, họ sẽ hỏi tới luôn. Còn những người nào họ đang có chưa có lòng tin đó, thì họ sẽ đánh lãng đi, thì mình sẽ dễ xử lý hơn. Như vậy á, mình sẽ có cái hướng giải quyết đó. Còn ví dụ cả nhà nhắn tin, cả nhà nhìn cái tin nhắn, cả nhà không có biết họ đang nghĩ gì đâu, nhưng mà khi cả nhà trực tiếp á, cả nhà rất là dễ xử lý, mà khi cái xác suất nó lại cao nữa đó. Và khi mà mình tạo được cái làm ấm cái mối quan hệ rồi á, thì cả nhà rất là dễ mà tiếp xúc với họ luôn, rất là dễ tiếp xúc luôn. Có thể là sau này mình sẽ có một cái đội nhóm gọi là thân thiết luôn cả nhà, mạnh mà thân thiết luôn á. Tại vì cái này là cái kinh doanh, tất cả các công việc kinh doanh khác họ đã làm rồi, nhưng mà ví dụ thắm ví dụ như là cái cách làm của bên những cái hãng con khác á, là họ trực tiếp nhiều hơn mình đó. Mình là áp dụng về online là nhiều, nhưng mà cái online nó sẽ có cái ưu điểm và khuyết điểm đó. Ưu điểm là có thể là tất cả mọi người ai cũng có thể làm được, nhưng mà khuyết điểm ở chỗ là mình gieo nó sẽ lâu hơn cả nhà. Còn khi mà những cái công việc kinh doanh khác người ta áp dụng và đi trực tiếp á, là xác suất thành công rất là cao. Mà tại sao họ bán ít hàng hơn mình mà họ vẫn tuyển được người, thì mình phải nhìn lại để mình học hỏi. Ví dụ cái cách nào hay thì mình cứ lượm về mình làm. Thì bây giờ chị lại có một cái cách tuyển rất là tuyệt vời luôn, là làm cho Thắm có cái một cảm hứng là mình bắt đầu mình sẽ đi chia sẻ trực tiếp nhiều. Còn nếu mà chị em nào mà chưa có thời gian thì mình có thể là giống như Thắm nói đó, mình sẽ chen kẽ cái thời gian để mình chia sẻ trực tiếp. Như vậy mình sẽ kết nối được rất là nhiều cái ứng viên tiềm năng. Còn bây giờ nếu mà tuyển bằng tin nhắn á, thì nãy Thắm nói là chỉ là nãy Thắm đi tuyển lạnh đó, xác suất nó sẽ thấp, mà tiềm năng á, thì cũng hên xui đó. Còn đi tuyển trực tiếp á, thì mình sẽ nhìn được họ là có tiềm năng hay không đó. Cái này rất là biết ơn chị Lai luôn. Rồi có chị em nào mà mình có câu hỏi gì thì đặt ra nha, tại vì bỏ trà lan sao lâu vậy ta. Bây giờ nãy giờ nhiều cái Thắm muốn hỏi nữa, nhưng mà bây giờ là không biết câu hỏi gì cho chị Lai nè. Không, nói chung là theo kinh nghiệm của Lai là mọi người nên gặp trực tiếp và nên offline. Thì nếu có điều kiện offline thì mình sẽ dễ nắm bắt tâm lý của người ta hơn và dễ bắt nhu cầu của họ, mình sẽ biết được cái nhu cầu người ta thế nào. Cũng giống như là bản thân chị nè, là bé em ruột chị á, là nó tin về dòng hàng tiêu dùng là tin dữ lắm, là chỉ xài hàng tiêu dùng thôi, còn Winnet là không tin. Chị nói cái gì không tin, cái xong chị hốt nhỏ con đó, chị hốt về ở với chị về quê, cái chị hốt nhỏ về ở chị 3 tháng. Trong 3 tháng đấy đè đầu cho nhỏ bị bón, mà bị bón hay bị đau ốm lặt vặt, đè cho nhỏ ra uống sơ nè, uống omega 3 nè, rồi uống Unikit nè, xong rồi bắt đầu vô thấy con nó lạ khác này kia, xong nó lúc đó là mới tin xong rồi mới đặt sản phẩm cho chồng dùng.
rồi nó dùng dùng xong rồi nó dùng cái nước mắt đó là đau sinh mổ đó em, đau lưng tức lưng hoài vậy đó, rồi đau cổ nữa, mà dùng xong cái chồng nó bị ngái nên mình dùng dùng cái đỡ, thấy đỡ bây giờ mở mã số làm luôn đó. Là chứ ban đầu là nó chi hàng tiêu dùng thì nó tin, nó xài hàng tiêu dùng trước nó mặt nó mụn lắm, mụn mà nó chị tư vấn cho nó xài cái bộ trà xanh cái nó hết mụn, nó sạch mụn, nó uống trà xong cái nó chị mới nhờ nó bán hàng giùm chị, nó bán hàng cho bà hai bà khách là chủ bên chỗ chồng mà hai chồng ở tiệm của tôi, cái cô đó là nhà là xài cổ xài là hàng xách tay của Mỹ không á, đem về cho cổ xài mỹ phẩm á. Có xài xong hôm đó chị mới làm cái toán thì chị mới 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 làm giùm cho cô là chị muốn tiếp cận cổ mà không biết tiếp cận sao, mà bữa đó cho chị một cơ hội là cái chữ ký số của hết hạn, cái xong chị mới làm giùm cho cổ chị không có lấy tiền mà chị làm trong vòng 2-3 tiếng hồ là có cái chữ ký số rồi. Cô cổ mới thấy vậy, cô cổ mới hỏi thăm con bé em chị là chị làm gì, nó mới nói là chị làm ori này kia đó, cái thôi cổ thôi giờ cô đặt mấy hũ dưỡng thể gì cổ ủng hộ chị, cô đặt 3 hũ xong cái là cô xài cái nó là trời cô thích cái này ghê luôn, từ hồi giờ cô toàn là xài hàng Mỹ không, mà da cô nó sạm nó nám mà nó đờ mồ với lại nó bị mụn đá mụn cốc gì đó mà xài không hết, mà cô xài này nó thấy nó mịn nó đẹp, xong rồi cô mới xài sữa rửa mặt nè, cô mới giới thiệu cho cái chị ở bên là bị nám nữa, chị đó xài cũng đỡ cũng muốn máy, rồi bắt đầu là nó mới mới tin mở mã số dùng cô đó. Cô nó bây giờ là cô chỉ xài Audi thôi chứ không có xách tay, rồi cô xài một bộ mỹ phẩm hàng xách tay 2 mấy triệu mà mặt cô cũng không có đẹp lên gì hết, mà cô xài bên đây mới có tuần lễ 10 ngày là thấy nó da căng đẹp rồi. Đó là như ở nhà chị em ruột chị mà còn vậy đó, chị hốt con nó chị sẽ cho chị đè đầu con nó cho sử dụng trước, thấy con cải thiện là bắt đầu nó mới tin. Mà thằng bé nó hay lắm, hôm trước nó ở với chị xong rồi cái về mẹ nó cái hết sản phẩm, nó hôm chị xuống nhà nó nói chứ nó cũng phải chị bằng mẹ mẹ ơi bữa giờ con về đây con mẹ rờ thử con bệnh không, con bị sốt không, nó con bị sốt hả, thì chị lấy ra cho viên tảo với viên omega 3 xong rồi nó nuốt xong rồi cái nó tự nuốt thôi không cần nuốt gì đó, nuốt xong rồi nó cái hỏi giờ con còn sốt không, nó bây giờ thì con hết sốt mà lỡ mai mẹ về con sốt con bệnh nữa thì sao. Bắt đầu là lúc đó nó mới quyết định mở mở mã số để nó đặt về cho con nó xài, rồi nó mới làm nè. Nên là ở nhà mình là mấy bạn mới nè, như có ai mà có nhà em bé còi cọc hay ốm hay bệnh hay là cái nhà ai muốn đặt đi, ban đầu mình bỏ tiền ra mình đặt mình mua sản phẩm cho người thân mình dùng hay là cho em cho con cháu dùng trải nghiệm để thấy tự nhiên thấy con cháu mình cải thiện, lúc đó người ta mới tin chứ chưa ai dùng chưa ai cải thiện là người nhà mình cũng tin. Nhưng bản thân cái em gái chị cứ nói là chứ trời chị sùng thấy chị sùng bái bên cái sản phẩm Winet, chị lúc nào việc nó là bên đó hay bên đó tốt ấy. Mà chắc gì tốt chắc gì hay bây giờ ngược lại cho nó dùng xong là nó thấy cải thiện con lên ký con khỏe mạnh, không đau không ốm không bệnh không đi bệnh viện không thúc tay gì hết, là bắt đầu mới tin. Mình cứ tự mạnh dạn chia sẻ sản phẩm của mình về người mới cũng vậy, về tuyển dụng mà chị có chị chia sẻ thì chị cũng chia sẻ, nhưng mà cảm hứng của chị là gặp ai chị cũng muốn chia sẻ cái công việc tới với mọi người là làm audi. Chị ví dụ như giờ thay vì chị cứ nói là cứ làm thêm, mình thấy dòng tiền bên này hay quá, mà tiền thì công ty trả chứ đâu có phải mình trả đâu, mà mình phải lo người ta nhiều tiền làm nhiều tiền của mình, cứ người nào mà làm giỏi thì người ta có tiền, người nào làm dở thì người ta không có tiền. Mình cứ chia sẻ mình dạm chia sẻ mình rủ người ta làm với mình, cái tâm mình làm có tiền sao mình rủ người ta làm vậy. Hay quá, nghĩa là chị là chị có cảm hứng về cái quen đó cả nhà, nên thành ra là trời chị mưa cả nhà ơi. Cả nhà có nghĩa là nãy chị lại chia sẻ về cái cách chị lại đi gieo quen đó cả nhà, có nghĩa là khi mà mình chia sẻ cho người ta những cái sản phẩm dễ dùng nhất thôi chị, như là quen đó kit là omega 3 thì trước tiên mà tới mấy cái combo đúng không chị, và cho họ cái lòng tin về sản phẩm rồi đi gieo cái combo cả nhà. Như chị là chị cứ tiếp cận khách hàng là từ cái Winetic với lại Omega 3 với công ty, hoặc là tảo trước,
xong rồi là người ta cứ nói ban đầu là người ta chưa tin, nhiều khi mà người ta mua combo đâu phải người ta dễ tin mình, nhưng mà mình bán có thể người ta trải nghiệm một hộp tảo hoặc là một hộp canxi hoặc là một hộp omega 3 thì cái đó là chắc chắn người ta tin. Còn nhiều người ta chưa tin nữa thì mình thử, mình giá đò mình. Chị có hay là chị mua hàng mà dụ như dung dịch vệ sinh hay sữa tắm gì đó, chị thử chị xài ít còn ít ấy, hoặc là sơ chị sang ra chị cho người ta dùng trải nghiệm, tại bắt đầu người ta dùng thấy nhiều người ta em, nhưng mà có trường hợp dùng trải nghiệm thì ít, nhưng mà đa số là chị người ta sẽ ủng hộ. Hay quá cả nhà. Mình cái tao sẽ mua, tao trải nghiệm, mình nó trải nghiệm người ta sẽ mua. Nhưng mà combo người ta bỏ ra 1 triệu, 3 triệu, 4 triệu người ta mua combo thì người ta sẽ đắn đo. Cho dù nhiều khi người ta nói là người ta dùng trị bệnh chỗ nọ chỗ kia mấy trăm triệu, nhưng mà mình là người lạ hay là mình người quen, người ta sản phẩm mình mà bỏ ra mấy triệu người ta cũng đắn đo suy nghĩ. Người ta thử nghiệm một sản phẩm mà thấy ok là chắc chắn người ta sẽ mua, người ta quay ủng hộ mình, sẽ tin sản phẩm với mình. Hay quá. Có nghĩa là chị lại rất là hào phóng luôn cả nhà, cho họ trải nghiệm sản phẩm mà chị chiết ra những cái bình nhỏ cho họ trải nghiệm sản phẩm thử luôn. Có nghĩa là mình đã nhắm được họ rồi, là đảm bảo họ có sự quan tâm, là mình cứ cho họ dùng thử cảm nhận về cái sản phẩm trước, thì khi mà họ thấy như là chất sơ hả chị, các chị hay sang chất sơ đúng không? Chất sơ nói chung là chị là chị đã nắm tâm lý, chị cảm thấy người đó mà người ta sẽ mua sản phẩm của mình mà người ta còn đắn đo này kia, là chị tư vấn xong là hay là ứng viên cũng vậy, là chị sẽ đưa cái chiếc ra, ví dụ như hũ sơ hay là chị có cho người ta thử, thậm chí canxi omega 3 gì vẫn cho người ta ngậm thử này kia, sản phẩm mình nó dễ uống rồi như vậy đó, là rất là hay. Nhưng mà đa số là sơ thì người ta sẽ dùng 2-3 ngày thì người ta sẽ thấy hiệu quả hơn. Còn dụ như canxi này kia người ta uống ngậm 1-2 viên thì cũng có thể là người ta chưa thấy có kết quả thì người ta cũng chưa chắc, nhưng mà đa số là mình nên sơ là mình nhiều khi mình được đặt giảm giá là 50% mà, thì một hũ sơ đó là mình cứ chiết ra dụ như giờ một cái gói nhỏ hay là một cái hộp sơ mình đã uống qua rồi á, mình gửi cho khách, dụ như biết khách đó người ta có liên quan vấn đề về đường ruột hay bao tử, mình cứ tư vấn cho người ta dùng, sơ bên mình bảo đảm chắc chắn 1-2 ngày người ta cảm thấy nó êm là người ta sẽ tin về sản phẩm. Hay quá. Rồi cảm ơn chị lại rất là nhiều luôn, hôm nay là chia sẻ rất là nhiều cái cách bán, cách chia sẻ công việc rất là hay. Thì bây giờ cả nhà mình cùng thực hành nha cả nhà. Mấy nay là ngày lễ mình sẽ nghỉ nhiều, mình sẽ được nghỉ thêm ngày mai, ngày mốt nữa ha ta, 2 ngày đúng không ta? 2 ngày nữa. Thì nhân cơ hội này mình đi gieo đi cả nhà, có thể là mình gặp trực tiếp mà mình tiễn giống như chị lại chia sẻ cả nhà đó. Bây giờ mình vừa chơi vui vui mà mình vẫn có tư vấn viên nè đó, thì mình bán hàng được thì càng tốt. Thắm mấy nay Thắm đi gặp trực tiếp á, Thắm cũng gặp chị em bạn bè về quê về chơi nè, Thắm cũng có đi gieo sản phẩm này nọ, Thắm cũng bán được 2 hộp miêu đó. Thì cái chị em mình cứ tận dụng hết cái khả năng của mình, có nghĩa là mình yêu công việc thì bất kể cái lúc nào mình chơi mình vẫn cũng bán được hàng, mình làm việc mình vẫn bán được hàng cả nhà, hay là mình đi chơi mình vẫn tuyển được cái nghiệp, cái đó là trong tâm, trong đầu mình lúc nào cũng có ưu tiên thì đảm bảo cả nhà hành động rất là mạnh mẽ và cả nhà sẽ đạt được kết quả mình mong muốn thôi đó. Thì có cho đi rồi mới gieo lại, có gieo đi thì mới có gặt lại cả nhà. Nếu mà mình không đi gieo, mình cứ ngồi đó mình đợi người ta tìm đến mình là nó xác suất thấp lắm. Nếu như mình chị lại chia sẻ hồi nãy, chị lại cũng đi bán hàng, chị lại cũng phải nhắn tin người ta mới mua. Em nhớ cái câu này chị lại nói nè, nhắn tin người ta mới mua chứ không phải tự nhiên người ta nhắn tin người ta mua mình đâu, đúng không chị? Là chị đúng lại rồi. Nói đó. Đi, đúng rồi. Phải nhắn từng người đó cả nhà. Chứ mình đừng có nghĩ là mình đăng lên đó là người ta mua mình đâu, không có là cả nhà, mình muốn bán được hàng phải nhắn tin. Đó, nhắn tin mình mời người ta mua hàng mình. Đó là cái cách mà mình đi ra bán hàng. Đó, Thắm cũng vậy thôi, Thắm muốn bán được hàng Thắm phải gọi điện nhắn tin chứ ở đâu mà đăng bài lên người ta mua. Xác suất thấp lắm. Với thêm phần là trên Facebook người ta đăng rất là nhiều. Đâu phải ai cũng sẵn tiền mà mua cho mình đâu. Mình phải nhắn tin, là mình phải có một cái cách giống như chị Lài nãy nói là mình phải giới thiệu sản phẩm của mình. Nó hay ở chỗ nào, nó tốt chỗ nào thì người ta thấy hứng thú người ta mới mua. Đó, rồi có khi người ta nhớ tới mình, người ta cần cái sản phẩm đó mà trong khi đó công việc người ta bận, người ta chưa có mua nè. Thì mình nhắn tin với họ thì họ sực nhớ trong nhà em cũng hiện tại đang thiếu sữa tắm nè, đang thiếu kem răng nè, đang thiếu dung dịch vệ sinh nè. Thì đương nhiên mình dở hình qua người ta cần là người ta mua liền nè. Còn khi mà cái nhà đợi họ cần họ kiếm mình á thì xác suất nó lâu nha, đó là sự thật. Và cảm ơn chị Lài rất là nhiều luôn, để thời gian chị Lài nãy giờ ngồi đây chia sẻ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi,
Thôi để Thắm kết thúc room đi, Bảo Trả Lan quay lại Thắm kết thúc room luôn đi, để cho mọi người mình cùng đi bán hàng rồi đi làm cũng ăn cơm rồi lúc cơm chiều rồi mình chuẩn bị mình tối nữa thì mình đi gieo nha cả nhà. Rồi có ai ý kiến gì nữa không? À, em tắt room nha, bây giờ các em tắt luôn quá rồi Bảo Trả Lan nó mất tiêu rồi, em tắt hay là Bảo Trả Lan gì? Trời ơi, tư vấn xong vừa xong một tiếng cái vừa hết zoom luôn, lát phải coi lại zoom, chị đang có ghi hình, may là chị có ghi hình, lát chị coi lại. Rồi.